Ông làm gì anh? Ủa, nó nói được rồi, sao mà nó nói nữa? Trời, ai nói ông có bị không biết như lúc trước đâu đó, trời ơi. Ủa, nhìn quen vậy? Cái lúc trước ông chị đâu đó. Cái đợt tập trước đó không? Thì em hết, ông vô làm gì? Ôi ơi, ông này, quen quen. Tôi bị bệnh đau khớp háng. Trời ơi. Vô bà hay bà chị bệnh mà không nói này nội gì kia. Phải gì không nói xài nãy giờ không nói. Ông thầy bà không biết. Bây giờ mà ông đưa em biết cứ gì. Bằng tôi vô. Dạ bà con này là sơ sức nha, sơ sức thôi. Mong bà con thông cảm cho thầy luôn nha. Bây giờ là khóc háng không? Khóc háng nói người chị là ngàn ca. Wow. Ông là ngàn thứ lẻ một. Thật không? Thiệt. Biết sao có bị khóc háng không? Sao? Tại tôi quen tới bà vợ bé. Sao bà vợ đây, khớp háng này nữa này. Mấy cái khớp háng này dễ ẹt. Đây. Đúng đây. Đau không? Đau thế mẹ. Nhiều không? Hay quá thầy ơi. Dỗ tay. Quá hay thầy ơi. Đi được rồi đó. Đi rồi. Đi thử đây. Thấy chưa? Ủa, sao thấy sai cái này? Nãy thấy ông đi thẳng thẳng vậy, ông đi. Bơi để. Phần thấy gì? Đây là. Bơi để. Đi cẩn thận nha. Ê quên. Nhớ chuyện quản nha. Rồi bệnh nhân tiếp theo vô nha. Bệnh nhân thứ hai đâu? Tiếp theo lên luôn. Nè. Thấy tỉnh hơn ông nãy nha. Chắc là chắc dễ. Chuyện quản chưa? Chưa luôn. Trời diễn phải không mà phải kiếm năm nãy nó chuyện em lo nhớ nha, chỉ là Trần Lương vậy đó, đưa vô anh. Anh bị bệnh gì không biết? Anh bị bệnh gì mà dạo này không có nghe mùi, đi cầu mất mùi không nghe mùi. Sao thiệt chứ, có khi nào bị Covid không thầy? Mày tào lao vừa tao, mày bị mất mùi đó. Mất mùi nhiều khi bệnh khác sao? Tào lao sao chứ, em sợ lắm nha. Cái mất mùi này liên quan tới phần dưới nữa. Thôi để thầy chỉ coi sao. Có mùi anh đi vệ sinh không nghe phải không? Thấy chưa? Tao nói gian thấy chưa? Ca này thầy chỉ cả 100,000 ca rồi. Ồ, dễ chưa? Dễ ẩn. Nè, để thầy chỉ cho. Bất mùi cái gì? Bất mùi nó có liên quan gì đây? Còn mình phải nhấn mà nó già rồi. Nè. Thôi thầy không hai món tôm nữa không? Lỗ bây giờ. Gì? Lỗ bây giờ. Cái miệng gì nói gì? Thầy chị. Gán chịu đi. Thầy nha, nghe chưa? Cái này cái thứ ba mới quan trọng. Cái thứ ba thầy làm mới hết ha. Ôi, trời ơi, trời ơi. Nghe chưa? Chưa nghe mùi. Trời, nghe đau quá, đau giò. Đau giò hả? Tao nghe thú cũng chết vậy, nó không đau nha trời. Đi khỏi chất năng. Hả hả? Thấy chung nè, chưa nghe phải không? Thầy cách này nghe nè. Dễ dạ. Làm cho lẹ lẹ đi thầy, chứ nãy giờ em tới công chuyện anh đó. Để tao làm ca này, để tao xử lý. Rồi. Nhắm mắt lại nè, bây giờ nhắm mắt lại nè. Hít sâu nè. Thở ra nè. Hít ra nè. Nghe chưa? Nghe thầy ơi, thúi quá thầy ơi. Trời ơi, chưa, mừng không? Mừng thầy. Vỗ tay. Vậy là hết rồi đó. Thầy đứa gì mà hay mà có tiếng dưới á thầy. Rồi cái gia truyền của thầy sao mày biết được? Chuyện khoản đi. Lẹ lên. Để chuyện khoản đi lên. Hả? Nhanh lên, tốc độ lẹ lên. Rồi. Xong rồi thầy. Ngon không? Nhiều hả? 50. Được rồi. Ở đây thằng nãy chuyển chưa? Thằng nãy chuyển rồi, 20 không qua. 20 qua. Như với lại nãy nó. Ê, hả? Tóc sao bỏ lại luôn rồi mày? Trời ơi, thiệt tình chứ thằng này. Mày kêu shipper chuyển vô đi. Mấy cái này thằng không có lấy. Hả? Đây cái gì em điện kêu shipper. Mắt kính kìa. Cái mắt kính này của em. Ủa vậy? Trời. Ừ. Mới mua 30 ngàn hôm qua thầy. Đi lẹ đây vô đi. Đi trước thầy. Rồi chào bà con nha. Thì hôm nay chị bệnh thì cũng hơi nghe mụ xíu nha bà con. Thì thầy cũng gắng chịu được. Thôi. Hẹn mọi người vào bữa chị bệnh tiếp theo nha. Xin chào bà con nha. Chuyển khoản nha mày. Nhớ thầy ơi. Ừ.